lúc bấy giờ cụ thọ thiện hiện thưa với xá lợi tử nếu tất cả pháp là chắc thật là an trụ hoàn toàn không có sở hữu đều chẳng thể nắm bắt được thì nói là những pháp nào đối với quả vị giác ngộ cao tột có thể bị thối lui khi ấy xá lợi tử bảo với cụ thọ thiện hiện như ngài đã nói thì trong pháp vô sanh nhẫn hoàn toàn không có pháp cũng không có bồ tát có thể đối với quả vị giác ngộ cao tột nói là có thối lui nếu vậy thì tại sao phật nói ba loại hữu tình trụ bồ tát thừa lẽ ra chỉ nên nói một mà thôi lại như ngài đã nói thì không nên có ba thừa bồ tát mà chỉ nên có một thừa tránh đẳng giác mà thôi khi ấy cụ thọ mãn từ từ nói với xá lợi từ nên hỏi thiện hiện là có phải chỉ có một bồ tát thừa chăng sau đó mới nên vấn nạn không nên kiến lập ba thừa sai khác mà chỉ nên có một thừa tránh đẳng giác khi ấy xá lợi từ hỏi thiện hiện có phải chỉ có một bồ tát thừa chăng lúc bấy giờ thiện hiện thưa với xá lợi tử thưa ngài xá lợi tử theo ý ngài thì sao trong chân như của tất cả pháp có phải có ba loại tướng sai khác của hữu tình trụ bồ tát thừa chăng đó là đối với quả vị giác ngộ cao tột có loại nhất định bị thối lui nhất định không thối lui và bất định chăng xá lợi tử đáp không thiện hiện Thưa Ngài xá lợi tử, theo ý Ngài thì sao? Trong chân như của tất cả Pháp, có phải có ba thừa Bồ Tát là Thanh Văn Bồ Tát Thừa, Độc Giác Bồ Tát Thừa và Tránh Đẳng Giác Bồ Tát Thừa khác nhau chăng? Xá lợi tử đáp không thiện hiện. Thưa Ngài xá lợi tử, theo ý Ngài thì sao? Trong chân như của tất cả Pháp, có phải thật có một Bồ Tát Thừa nhất định không thối lui chăng? Xá lợi tử đáp không thiện hiện. Thưa Ngài xá lợi tử, theo ý Ngài thì sao? Trong chân như của tất cả Pháp, có phải thật có một tránh đẳng giác Bồ Tát thừa chăng? Xá lợi tử đáp, không thiện hiện. Thưa Ngài xá lợi tử, theo ý Ngài thì sao? Chân như của các Pháp, có một, có hai, có ba tướng chăng? Xá lợi tử đáp, không thiện hiện thưa ngài xá lợi tử theo ý ngài thì sao trong chân như của tất cả pháp có phải có một pháp một bồ tát để có thể nắm bắt được chăng xá lợi tử đáp không thiện hiện lúc bấy giờ thiện hiện thưa với xá lợi tử nếu tất cả pháp là chắc thật là an trụ hoàn toàn không có sở hữu đều chẳng thể nắm bắt được thì tại sao xá lợi tử có thể nghĩ thế này? Bồ Tát như thế đối với quả vị giác ngộ cao tột của Phật nhất định có thối lui. Bồ Tát như thế đối với quả vị giác ngộ cao tột của Phật nhất định không thối lui. Bồ Tát như thế đối với quả vị giác ngộ cao tột của Phật nhất định bất định. Bồ Tát như thế là thanh văn thừa. Bồ Tát như thế là độc giác thừa. Bồ Tát như thế là tránh đẳng giác thừa như vậy là ba hay như vậy là một thưa ngài xá lợi tử nếu đại bồ tát đối với tất cả pháp hoàn toàn không có sở đắc đối với chân như của tất cả pháp cũng có thể khéo tin hiểu hoàn toàn không có sở đắc đối với chư bồ tát cũng không có sở đắc đối với quả vị giác ngộ cao tột của phật cũng không có sở đắc thì nên biết đó là đại bồ tát chân thật